mời cậu hai. Tụi bay đứng ngoài đây chờ tao. Dạ. Thôi em đến đi, mai mốt á anh sẽ không như vậy nữa đâu. Anh dám không nữa không? Em giết anh chết luôn á. Anh biết không? Nhớ đi nha. Cậu hai. Dạ chào bác. Mời cậu hai ngồi chơi. Dạ cảm ơn bác. Bác à, con có một món quà này muốn tặng cho bác. Mời cậu uống nước. Cảm ơn cậu. Dạ. Bác nè, buổi tối như vậy bác cả nhà không đi đâu chơi hết à? Tôi già rồi, có nhỏ nhít gì đâu mà đi chơi cậu. Lớn tuổi như bác á thì con thấy bác phải kiếm cái gì vui chơi giải trí chứ. Chứ ở nhà hoài như vậy buồn chết bác à. Nhà tôi đó khó khăn vậy, tiền bạc ở đâu mà đi chơi. À bác à, con thấy bác cũng biết đánh bài phải không? Cái môn đó mà giải trí là vui lắm đó bác. Thì cũng biết chơi chút đỉnh thôi à. Nhưng mà nợ nần chồng chất quá cũng không dám chơi. Với lệ tôi hứa với con Hà, tôi mà chơi nó biết được nó rầy chết. Nhị Hà này cũng kỳ thiệt, không chơi nhiều thì cũng chơi ít cho khuây khỏa chứ. Bác đây cũng cần phải sống cho vui vẻ chứ. Cuộc sống vui vẻ là quan trọng nhất, phải không bác? Ủa, tối nay cậu không có làm gì sao mà ghé nhà tôi chơi vậy? Con Nhị Hà nó đi làm tối trễ lắm nó mới về. Dạ con biết chứ bác. Chẳng qua là tối nay á con định ghé qua sòng bài của đứa bạn con mới khai trương. Nhưng mà con thì lại không biết đánh bài, cho nên là không biết đi đâu nên ghé qua bác đây. Trời đất. Vậy cảm ơn cậu nha. Kiểu giàu có sang trọng như cậu phải rành cờ bạc lắm chứ. À bác à, hay là bác đi chơi với con. Rồi có gì thì bác chỉ cho con, được không bác? Tôi hả? Dạ. Thôi ngại lắm, mà tôi cũng đâu có rành gì đâu, chỉ biết chơi chút đỉnh thôi cậu. Tôi hứa với con Hà rồi, nó mà biết tôi chơi chết chỉ no à. Bác yên tâm đi, con không nói, bác không nói thì làm sao mà Nhị Hà biết. Bác giúp con đi ăn á thì con với bác chỉ đối. Thiệt hả cậu? Dạ thiệt, thiệt. Thôi lỡ tôi chỉ sai á thua làm sao? Thua thì thôi, bác cứ lo. Dạ bác đi với con nha, coi như là bác giúp con. Con năn nỉ bác đó, chứ bạn bè cứ mời con hoài à, mà con không đi thì kỳ lắm bác. Vậy thôi tôi đi với cậu. Nhưng mà tôi chỉ đứng coi rồi chỉ cho cậu thôi nha, không có chơi à. Được rồi, vậy thì hay quá, mình đi sớm rồi về sớm bác ha. Nhớ nha. Con nhớ rồi, mình đi bác. Dạ chào con hai, mời con hai vào. Dạ mời con hai ngồi. Bác ngồi đi.
Lấy tôi thêm cái ghế nữa. Dạ dạ. Dạ mời cậu hai ngồi. Dạ cảm ơn cậu hai. Đây nè ông chủ. Tôi thấy nhà hàng này cũng bình thường mà. Tại sao em chọn nhà hàng này? Tại em có một thứ muốn cho ông chủ xem. Là thứ gì? Là một đóa hoa đẹp. Đóa hoa này sẽ là một vũ khí để ông chủ hoàn thành tâm nguyện của mình. Em nói chuyện ly kỳ quá. Nhưng hôm nay tôi đãi khách, tôi muốn nhà hàng có món ăn thật là ngon. Ông chủ yên tâm, ở đây không những thức ăn ngon mà các cô gái cũng rất là xinh đẹp. Em cũng rành tâm lý của đàn ông quá ha. Ông chủ quá khen, mình vào đi. Duyên ta từ đây lỡ làng, còn đâu những chiều dệt cung đàn yêu. Thu nay vì đâu nhớ nhiều. Thu ông chủ. Nay vì đâu ông chủ. Tiếng nhiều. Dạ mời quý khách. Đêm đêm nhìn cây chút lá, lòng thấy rộn ràng. Thưa quý khách. Dạ thưa quý khách, không biết quý khách dùng chi ạ? À? À, em chọn đi. À, cho tôi những món ngon nhất của nhà hàng và một chai rượu ra trước. À, dạ có ngay. Sĩ này thế nào? Ý của em là sao? Ý em là cô ấy có đẹp không? Đẹp. Cô ta rất là xinh đẹp. Ông chủ có biết cô ta là ai không? Tôi mới tới đây là đầu, làm sao mà tôi biết được. Quan Nhị Hà là một bông hoa xinh đẹp mà em đã nói với ông chủ. Và hôm nay em đưa ông chủ tới đây là chỉ muốn ông chủ gặp cô ta. Nhưng có chuyện gì? Em có nói cô ta là vũ khí giúp tôi hoàn thành kế hoạch của mình mà. Tiếc là điều này thì tôi chưa hiểu lắm. Cô ta chính là tử huyệt của cậu hai nhà mình. Là người mà cậu hai đang say mê, mất ăn mất ngủ.
Thì ra là vậy. Em mời em chủ. Mời em. Tôi bảo hết. Bà nhậu quá, tôi không theo. Tôi không theo. Bây giờ sao bác? Mình theo không? Tôi không có biết, tùy cậu. Tôi không dám quyết định dáng này đâu. Sao, cậu hai? Có theo không? Nếu mà sợ thua thì ngừng đi. Tôi mà sợ ông hả? Đem tiền ra thêm đi. Dạ. Bác này, con sẽ theo bác. Bác quyết định đi. Nếu mà không theo thì người ta sẽ coi thường mình đó. Dạ. Vậy mình theo đi cậu. Liều một dáng với ông già đó coi. Dạ. Được lắm, tôi sẽ theo. Theo hết. Bye bye đi. Ba còn mười. Bác mở bài đi. À! Chết không vậy ơi, chết không vậy ơi, chết không vậy ơi, chết rồi. Ồ, hờn quá. Bác, cho cô ta một ít đi. À. Dạ cảm ơn. Dạ. Mời mọi người. Xin mời mọi người mừng cho chiến thắng của bác gái đi. Dạ, cậu hai ơi. Bà chủ xong bài, mời cậu vô có chút chuyện. Bác à, bác cứ ở đây chơi thoải mái nha. Toàn bộ số tiền này bác có toàn quyền sử dụng. Nhớ ra sớm sớm nha, tôi chỉ là người chơi giùm cậu thôi đó. Dạ, bác cứ yên tâm. Con đi một lát. Đi. Dạ. Gì hả? Chờ em lâu không vậy? Ờ, cũng chưa lâu lắm. À, để anh kêu xe kéo nha. Ê, đi bộ đi. Em chưa muốn về nhà bây giờ. Ờ, vậy cũng được. Thằng Quân, mê cô ta lắm sao sự thương. Dạ, đúng là như vậy. Cậu hai mê tới mức độ điên cuồng và có thể làm bất chấp tất cả mọi chuyện để có được cô ta. Điên cuồng à? Nếu vậy, tôi muốn cái sự điên cuồng đó nó sẽ bộc lộ ra bên ngoài, càng sớm càng tốt. Chứ quan trọng là phải bộc lộ cho tôi. Em có cách nào làm được không? Bộc lộ với ông chủ? Tại sao ông chủ lại muốn như vậy? Em không cần biết lý do. Chuyện này em nghĩ cũng không khó. Nhưng mà không biết ông chủ có dám làm một chuyện vô cùng tế nhị hay không. Là chuyện gì? Nhưng em chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới danh dự của ông chủ. Em cứ nói. Cho dù bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ làm, để có thể loại cái thằng con trời đánh đó. Nếu ông chủ đã quả quyết như vậy thì em mới dám nói. Nhưng mà ông chủ phải hứa là không được giận em nha. Được, em cứ nói. Ông chủ phải cướp cô ta từ tay của cậu hai.
chỉ có cách đó mới làm cho cậu hai thực sự trở thành một con quỷ và bất chấp tất cả. Vậy em có cách nào để làm chuyện này hay không? Tất nhiên là có. Ông chủ cứ yên tâm, để em an bài. Em ước gì suốt cuộc đời này tối nay em đi làm về cũng được đi với anh. Bộ em không muốn được lên xe hay là xuống ngựa sao mà em lại nói như vậy? Em không muốn đâu. Em vừa hát hay lại vừa xinh đẹp, không lẽ cứ chịu khổ sở như vậy hoài? Em không có ước muốn gì sao nhỉ hả? Em không có mơ ước xa xôi gì cả, mà em thấy có gì đâu mà khổ chứ. Cuộc sống với em như vậy là đủ rồi. Em chọn hạnh phúc đơn sơ. Em không thích trở thành người giàu sang nhưng không có hạnh phúc. Còn anh, anh có suy nghĩ giống em không? Ừ, anh cũng suy nghĩ như vậy. Anh, hay là mình ăn khuya đi, em thấy đói bụng quá à. Mình đi. Chị ơi, cho em 2 tô, 1 tô nhiều thịt nha. Tô này nhiều thịt, tô này ít thịt. Em ăn tô nhiều thịt đi. Nè, anh ăn tô này đi. Anh ốm, anh phan nhiều thịt vô. Còn em sợ mập lắm. Cô cậu mới cưới nhau phải không? Đâu có, tụi em chỉ là bạn bè thôi mà. Tụi em là bạn bè thân đó chị. Cô cậu đó gạt tôi nhìn một cái á, là tôi biết liền hà. Sao chị biết hay quá vậy? Thì cái sự quan tâm của cô á dành cho cậu ấy, tôi nhìn tôi biết vậy thôi. Chỉ có những cặp vợ chồng son á thì mới như vậy thôi. Cô cậu đừng có giấu tôi nhìn người á không có sai đâu à nghe. Chị, nếu mà chị nhìn hay vậy á, chị ráng nhìn thử giùm em đi. Ngó anh vậy, anh có phải là người chồng chung thủy không vậy chị? Cậu đây á, chắc chắn sẽ là một người chồng rất mẫu mực và chung thủy. Tôi bảo đảm với cô đó. Dạ, nếu mà chị nói vậy á, thì em cũng yên tâm rồi ha. Chị là thầy bói hả? Không, chỉ là kinh nghiệm tình cảm của tôi thôi. Tôi á có 3 đời chồng rồi đó. Chị giữ thiệt nha. Nhưng mà cái số của tôi á nó khổ lắm cô ơi, hồng nhan bạc phận lắm. Chị nói hồng nhan bạc phận mà chị có tới 3 đời chồng. Chắc vợ em sau này cũng vậy luôn hả chị? Anh này, thôi đi. Thôi, cô cậu ăn ngon miệng nghe. Tôi đi vô làm công việc. Dạ. Nhiêu vậy? 2 hào chị. Nè, cảm ơn chị nghe. Em ăn đi. Rồi đi con. Vậy, bữa sau ghé nha chị. Đi con. Dạ. Thôi, tới nhà rồi. Em vô đi. Bộ, anh không thích vô nhà em chơi hả? Anh không vô đâu. Bây giờ cũng đã trễ rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi nha. Anh về nha em. Chúc mặt hùng của anh ngủ ngon. Anh về cẩn thận đó.
Cười cái gì? Ủa, chị hai với ông già Diêm mấy gái hết giận nhau rồi hả? Nè, không được kêu người ta là ông già dê mê gái nữa đó, nghe chưa? Ảnh tên là Tuấn, nghe chưa? Tại em nghe chị nói như vậy chứ bộ. Thì lúc đó chị nói khác. Bây giờ nói khác. Nè, hai đứa đó nghe chưa? Không được nói lung tung á. Dạ. Có đồ ăn cho hai đứa nè. Có thích không? Cảm ơn hai. Nè, má đâu rồi hai đứa? Dạ, má đi chơi rồi. Má đi hồi nào vậy? Hồi nãy á. Má đi với cái anh đi xe hơi á. Đi xe hơi? Sao má lại quen người giàu có vậy chứ? Em không muốn mơ ước xa xôi, mà em thấy cũng đâu có gì là khổ đâu anh. Cuộc sống với em như vậy là đủ rồi. Em chọn hạnh phúc đơn sơ. Em không muốn trở thành một người giàu sang nhưng không có hạnh phúc. Còn anh có suy nghĩ như em không? Số lượng sao rồi chú? Chú không phải lo lắng. Con nghĩ là chắc tới trưa sẽ đủ số lượng mà chú. Tốt rồi. À, Tuấn nè. Dạ. Sao hả chú? Con đã chuẩn bị đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra chưa? Chú cứ yên tâm, con đã chuẩn bị kỹ càng lắm rồi. Chắc chắn là sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra đâu. Má không về chứ? Má đâu có đi đâu đâu. Sao mà nhìn má sơ sát quá vậy hả? Có chuyện gì xảy ra vậy má? Má nói cho con nghe đi. Đâu có chuyện gì đâu con. Má nói không có chuyện gì mà con đừng có hỏi má nữa. Má để má đi nấu cơm nha. Má. Thank you.
có giấy nợ này rồi thì chắc chắn là cô ta sẽ không thoát khỏi tay anh đâu. Cũng nhờ có em đây bày mưu tính kế thôi. Nhưng nếu anh muốn có trọn thể xác và linh hồn của cô ta thì phải xử lý xong cái anh chàng kéo xe đó đã. Chắc chắn là phải xử lý thằng đó rồi. Để xem lần này nó có chịu cúi đầu trước anh hay không. Chú Huỳnh ơi, chú Huỳnh, chú Huỳnh, chú Huỳnh ơi, bọn Duy Côn tới kìa. Bây giờ làm sao hả Tuấn? Chú Kiên tâm, tất cả anh em chuẩn bị đón tiếp bọn Duy Côn. Anh em nhớ là tôi dặn, chúng ta chỉ cầm cự thôi, bảo vệ tính mạng vẫn là chính. Cứ để cho chúng đập phá coi đi. Dạ, dạ, dạ. Đập mày một trận rồi chưa sợ sao lão già kia? Ông không thực hiện theo yêu cầu của tụi tôi mà còn dám chống đối nữa hả? Ông mà ngoan cố thì đừng trách tụi này xuống tay độc ác nha. Nè, tụi bay nghĩ xã hội này không có luật pháp hay sao? Muốn làm gì thì làm à? Luật pháp là của tụi tao. Chắc mày là thằng Tuấn chứ gì? Tụi bay phá hết đồ đó cho tao. Phá đi. Tuấn ơi, bây giờ sao hả con? Chú cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện đều có con lo. Phá hết con lúa cho tao. Phá đi. Mấy cậu không được làm như vậy nghe chưa? Chú Quỳnh, đứng lại lại. Chú bình tĩnh đi. Mày đập nát hết cho tao, không chịu một thứ gì. Tụi bay đập tụi nó cho tao. Tất cả đứng im, bỏ hung khí xuống, nhanh lên. Bắt hết đem về sợi cắm cho tao. Đi, nhanh lên. Đi. Dạ chào tất ngài. Tất cả mọi người có sao không? Dạ cảm ơn ngài. Cũng may là có ngài đến kịp lúc, anh em tụi tôi không sao hết. Xin cảm ơn ngài. Cũng may là có cậu Tuấn đến báo sớm, nếu không thì có nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra. Thôi bây giờ mọi người tiếp tục về làm việc đi. Dạ dạ cảm ơn ngài. Anh em vô dọn kho đi. Dạ. Dạ dạ. Tuấn à, chú cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, đây là trách nhiệm của con mà chú. Với lại chuyện này cũng tại con mà ra, thì con phải giải quyết mới hợp lý. Ừ, thôi mình vô dọn kho đi con. Dạ. Chú đỡ phụ con nha. Chuyện này con hai ơi, ồn ào quá. Có chuyện gì? Dạ, tất cả anh em bị ma tà bắt hết về sự cẩm rồi. Cái gì? Bắt về sự cẩm là sao? Dạ, tại tụi em đang đập phá kho lúa thì bất ngờ ma tà ập vô. Em nghĩ chắc cái tụi ở kho lúa đã chuẩn bị từ trước nên đã báo với sự cẩm. Vậy là họ đã có kế hoạch đối phó với chúng ta. Thằng xe kéo,
thằng xe kéo khốn kiếp. Chính nó đã chuẩn bị kế hoạch, chứ không phải ai khác. Dạ, bây giờ mình phải làm sao hả cậu hai? Yên tâm đi, tao sẽ lo chuyện này. Không sao đâu. Thằng xe kéo mày được lắm. Tối nay mày kiếm thêm mấy thằng nữa, bí mật đốt trụi khỏi lúa đó cho tao. Để xem cái lũ khốn đó chống chọi bằng cách nào. Sao còn chưa đi nữa? Dạ, nhưng mà tội nặng lắm đó cậu hai. Tao chịu trách nhiệm. Đi. Dạ cậu hai. Mày muốn đấu với tao, tao sẽ chơi với mày tới cùng. Thằng khốn, để coi mày cầm cự được bao lâu trước khi mày quỳ gối trước mặt của tao. Vậy là nó đã bắt đầu điên tiết lên rồi. Em cứ để nó đốt khô lúa của người ta, không cần phải ngăn cản. Nhưng chúng ta cũng phải nắm lấy điều này chứ ông chủ. Em thấy đây là một cơ hội tốt cho chúng ta. Tất nhiên rồi. Em cho người bí mật quan sát chi tiết tất cả những hành động của nó, để có thể tôi tố cáo chuyện này trước chính quyền khi tôi cần nó. Thời điểm mà tôi chờ đợi cũng đã đến rồi. Vậy còn lời hứa của ông chủ đó với em thì sao? Tôi đã chuẩn bị cho em cả rồi. Nhưng giờ thì chưa được. Em sẽ có nó khi nào em đã hoàn thành tất cả những công việc mà tôi đã giao cho em. Dạ, em sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhiệm vụ mà ông chủ đã giao. Rất tốt. Nếu xong việc, tôi sẽ còn tặng cho em một số vốn, đem có thể đủ mà đi ra khỏi chỗ này, sống một cuộc sống an nhàn và hạnh phúc với chồng. Dạ, chào ông chủ. Xuân Thương, mình. Mình. Lâu nay mình có được khỏe không? Ở trong này có ai đánh đập gì mình không? Mình ốm quá à. Anh không sao. Mình đừng lo lắng mà tổn thương sức khỏe. Mình ráng nha. Ráng chịu đựng một thời gian ngắn nữa thôi. Em sẽ đưa mình ra. Em hứa. Em hứa đó. Vất vả cho mình quá. Có vất vả trăm vạn lần, em cũng sẽ không từ nan. Chỉ cần được bên nhau thì bất cứ chuyện gì em cũng sẽ làm. Tao uống nha. Rồi uống đây mày. Uống đây. Ngon quá, tao đi à. Đi đi đâu đi đi. Mệt luôn.
chạy luôn. Đi tụi bay. Chú hai, chú hai ơi. Con mời cô. Ừ, cảm ơn. À, cho con gửi đồ. Nè, chào chú một chút nha. Mày có hay tin gì chưa? Tin gì cô Út? Trời đất ơi, con biết cái kho lúa bên nhà chú Quỳnh không? Dạ biết. Nhưng mà có chuyện gì? Trời ơi, đêm qua nó bị cháy rồi. Trời ơi, cháy lớn lắm á mày ơi. Gì dữ vậy cô Út? Tao đoán là hình như có người đốt của mày. Chắc là ổng có thù oán với ai đó. Vậy luôn hả cô? Trời ơi, kho lúa cháy hết ha. Tao thấy tội nghiệp ổng ghê mày ơi. Ê, dạ. Kỳ này chắc là ổng bị phá sản quá mày ơi. Ủa cô, cậu nãy đâu rồi? Trời ơi, nó làm như là bị ma đuổi ra. Nó chạy một cái eo đi luôn à. Thôi, nhìn ra. Ôi, đừng có chỉ trỏ cái gì. Hai thằng tụi mày trông coi kiểu gì mà để nó đốt hết gia sản của chú Quỳnh vậy hả? Dạ, hồi tối tụi con cũng ngồi ở đây trực chứ bộ. Rồi tụi con nhậu mấy chai lai rai, xong cái ra ngoài nó đánh con xỉu. Hồi nào con không hay luôn. Có bao nhiêu thằng tới đây biết không? Dạ con không biết, tại vì tối quá. Đi đâu đây anh? Không bao xử, tôi làm đây, cho tôi vô. Đừng trông coi cái kiểu gì, sự việc xảy ra như thế nào trình bày cho tôi nghe. Tụi con tỉnh dậy tụi nó cháy hết rồi. Có chuyện gì vậy chú? Cháy, cháy hết rồi Tuấn ơi. Coi như là chú mất hết tất cả rồi con ơi. Sao vậy chú? Tại sao kho lúa lại bị cháy? Có kẻ đột nhập vào đốt kho lúa con à. Tụi nó đột nhập vào đánh hai đứa nó đến bất tỉnh, rồi sau đó đốt hết kho lúa. Coi như là chú trắng tay thật rồi Tuấn ơi. Rồi tụi bay có nhớ mặt mũi tụi nó là sao không? Tụi nó ập vô đánh tụi con tơi tấp, tụi con đâu biết gì đâu. Hai đứa, chị hai có nhà không? Dạ. Có chuyện gì em vậy? Em có biết nhà thằng Quân ở đâu không? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả anh? Em trả lời anh đi. Em không biết. Em chỉ gặp hắn ta khi hắn ta tới nhà hàng nghe em hát thôi à. Nhưng mà có chuyện gì mà anh căng thẳng quá vậy? Anh cần gặp hắn ta để làm rõ thực hư một chuyện. Tối hôm qua kho lúa mà làm việc đã bị đốt rồi. Nghiêm trọng vậy hả? Em nhớ ra rồi. Hắn ta là con trai cả của ông Bá Hộ Tuất đó. Anh nhớ cẩn thận nha. Hắn là tên hung thần đó. Em không muốn bất cứ chuyện gì không hay xảy ra với anh đâu. Anh biết rồi. Có chuyện gì mà anh vui quá vậy? Kho lúa đã bị đốt trụi rồi. Xin chúc mừng. Chúc mừng anh. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây?
Bây giờ anh phải đi một nơi thật xa, thật đẹp, để vui vẻ hưởng thụ đi. Em nghĩ là anh phải đi càng nhanh càng tốt. Tại sao anh phải làm vậy? Tất nhiên là bây giờ Sở Cẩm sẽ điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Dạng bất đắc dĩ, nếu lộ ra anh là kẻ chủ mưu thì chuyến đi lần này sẽ là lá bùa hộ mệnh cho anh. Em đúng là một cô gái đáng sợ thật. Đây sẽ là bằng chứng ngoại phạm nếu như mọi chuyện bị bại lộ. Em suy nghĩ thấu đáo cho anh lắm, Xuân Thương à. Ai biểu em lỡ thương anh rồi. Thôi được, chúng ta sẽ có một chuyến đi chơi thật là vui vẻ. Không, anh đi một mình thôi. Em phải ở nhà để dàn xếp, lỡ như có chuyện gì không hay xảy ra. Nếu vậy thiệt thòi cho em quá. Nhưng mà em cứ yên tâm, khi về anh sẽ có quà cho em. Dạ. Để coi, lần này mày làm gì để thắng được tao? Thằng sẽ kéo khốn kiếp. Và cả em nữa Nhi Hà. Để coi lần này em làm sao thoát khỏi tay anh. Nguyễn Quân, mày đâu rồi? Ra đây gặp tao đi. Nguyễn Quân, thả tao ra coi. Buông ra tao muốn gặp Nguyễn Quân. Thả tao ra. Nguyễn Quân, Nguyễn Quân, mày ra đây. Ra đây gặp tao. Chuyện gì mà ồn ào vậy thưa bay? Dạ thưa bà chủ, có cậu này ở đâu tới tìm cậu hai nè. Cậu là ai? Tới đây tìm ai? Chào bà, tôi tới đây tìm thằng Nguyễn Quân. Cậu dám gọi tới tinh tộc của con trai tôi à? Cậu biết đây là gia đình nào không? Tôi biết đây là gia đình nhà ông Bá Hậu Tuất đúng không? Bà kêu thằng Nguyễn Quân con trai bà ra đây gặp tôi nói chuyện đi. Cậu gặp nó có chuyện gì? Nó hại tôi không được, rồi nó tới đốt kho lúa đó tôi làm gì? Bà kêu nó ra nói chuyện sẽ rõ. Nè, cậu nói mà có bằng chứng hay không, hay là vu oan cho con trai tôi? Cần gì bằng chứng? Con bà là một thằng tiểu nhân, cái gì nó cũng dám làm hết. Nó không làm thì ai làm? Bà kêu nó ra nói chuyện đi. Nói vậy là không có bằng chứng rồi chứ gì? Bay, kéo nó ra ngoài. Dạ, dạ. Nguyễn Quân, mày ra đây nói chuyện với tao đi. Đi tiểu nhân, thằng khốn nạn, mày ra đây nói chuyện với tao. Im miệng. Nè, tôi cảnh cáo cậu nghe chưa? Cậu mà dám chửi rủa con trai tôi một lần nữa, tôi không tha cho cậu đâu. Cút đi, lôi nó ra. Nguyễn Quân, ra đây. Ra đây thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn kia. Đi. Lúc nãy cậu tìm thằng Quân có chuyện gì vậy? Nó cho người đốt kho lúa để tôi làm việc. À, thì ra là vậy à. Nhưng mà ông lại, lúc nãy thì tôi cũng vô tình nghe câu chuyện của cậu thôi. Nhưng mà tôi cho cậu hay, thằng Quân nó không còn sống ở trong ngôi nhà đó được đâu. Cậu tìm nó cũng vô ích thôi. Và tôi cũng khuyên cậu luôn, đừng nên gây sự với ngôi nhà đó, kẻo khổ thân với con mụ đó đó. Cảm ơn ông. Cậu cũng can đảm thiệt, dám vô nhà của lão Tức mà chửi mắng. Tôi khâm phục cậu đó cậu trai. Thôi, chào cậu. Nè, cậu tên gì vậy? Tôi tên Lê Văn Tuấn.
Lê Văn Tuấn. Đến nhà cô Xuân Thương cho tao. Tuấn, hai người mới tới hả? Ừ. Cậu đi đâu vậy Tuấn? Sáng giờ mình với Kiều Như tìm cậu quá trời. Tụi mình biết được cái tin ở kho lúa của chú Quỳnh rồi. Thôi vô nhà ngồi rồi nói chuyện. Con mới đi đâu về đó con trai? Con qua dạo Bá Hộ Tuất. Anh qua đó làm gì? Anh đi tìm tình Nguyễn Huân, con trai cả con Bá Hộ. Ủa sao anh lại tìm anh ta? À, trà uống đi, để ông Thôi nó nguội á. À, anh tìm hắn ta để hỏi vài chuyện lên tên thôi, chứ không có gì đâu. À, mà ba cái chuyện đó mình nghĩ á, cậu cũng không nên tìm kiếm làm chi cho nó mệt. Cứ để cho Sở Cẩm họ điều tra đi, coi vậy mà tốt hơn đó. Nhưng mà mình tin chắc là tên đó làm. Ờ, là tên Nguyễn Huân gì đó hả anh? Ờ, không phải người đó đâu Kiều Như. Thiệt là tội nghiệp cho chú Quỳnh. Tất cả những chuyện này cũng do mình mà ra. Cậu đang nói cái gì nữa vậy? Bộ đang muốn cháy nhà hay sao? Thôi đi. Hai anh nói chuyện gì mà khó hiểu quá. À, không có gì đâu. Thôi giờ vậy nè, Kiều Như xuống dưới bếp á, phụ bác cái nấu cơm đi nha. Để anh với Tuấn ở đây nói chuyện đàn ông tí xíu. Rồi có gì trưa nay á, mình sẽ ăn cơm với bác gái và Tuấn ở đây. Ừ. Đi con. Ừ. Bác gái mình xuống nấu cơm. Dạ. Nhưng tại sao cậu lại nghi hắn ta làm chuyện này? Hắn rất yêu Nhị Hà. Tại vì có lần hắn mang tiền tới đưa cho mình và yêu cầu mình nhường Nhị Hà cho hắn. Tất nhiên là mình không đồng ý. Chuyện tình cảm mà hắn xem như một trò đổi chác vậy. Đáng kinh. Sau lần đó còn có chuyện gì xảy ra giữa cậu và hắn nữa không? Không. Nhưng mà mình tin chắc hắn chính là kẻ đã làm ra chuyện này. Có lẽ hắn muốn ép mình phải đầu hàng trước tiền bạc của hắn. Những gì mà cậu nói thật ra cũng chỉ là những nghi ngờ, không hề có bằng chứng. Mà tính ra chuyện này cũng rắc rối thiệt. Mà Tuấn nè, cậu có tính toán gì chưa? Mình cũng chưa nghĩ được gì hết. Nè, cậu cũng thừa biết bệnh tình của bác gái rồi đó. Phải giữ gìn, đừng để xảy ra chuyện gì không hay có biết chưa. Mình khuyên cậu hãy bình tĩnh và nhịn nhục. Còn ba cái chuyện đó đó thì cứ để cho Sở Cẩm họ điều tra. Mình tin là sự thật rồi sẽ có ngày sáng tỏ. Có lẽ mình cũng chỉ nên biết vậy thôi. Chỉ biết nhịn nhục. Nhưng mình cảm thấy bất nhẫn với chú Quỳnh quá. Mình hiểu tâm lý của cậu mà. Chủ, đợi em lâu chưa? À, cô về rồi à? Tôi cũng mới tới thôi. À, mời em chủ ngồi. Ừ. Em mới đi đâu gì vậy Xuân Thương? Ừ. Em ra ngoài kiểm tra thông tin vụ cháy kho lúa. À, vậy thông tin kho lúa như thế nào rồi? Dạ, là chính xác. Em chỉ kiểm tra lại thôi, chứ em đã làm đúng như lời em chủ dặn.
đã cho người quan sát rất kỹ. Rất tốt. Vậy còn bước kế tiếp ấy, em thu xếp tới đâu rồi? Em đã lừa cậu hai đi xa và chuẩn bị tất cả mọi kế hoạch để ông chủ có thể chiếm được mỹ nhân. Vừa giải quyết được khúc mắc trong lòng, lại vừa có được mỹ nhân. Đúng là dùng một mũi tên trúng hai mục đích. Em quả là cô gái tuyệt vời. Em làm cho tôi rất là vui đó nè. Dạ, cảm ơn ông chủ. Nhưng tôi vẫn thấy tiếc một điều. Em có biết điều đó là điều gì không, Sương Thương? Đó là điều gì vậy ông chủ? Đó là em đã có chồng. Thật là đáng tiếc. Bởi vì Bá Túc có một thói quen không bao giờ thưởng thức một bông hoa đã có chủ rồi. Dừng xe đi. Nhiêu tiền vậy? Dạ 3 hào. Đây. Dạ cảm ơn ông. Mời anh về nha. Dạ. Xe kéo. Mời anh vô. Xe kéo. Dạ. Nhi Hà. Dạ. Bữa nay tôi giới thiệu với con nha. Đây là cô Xuân Thương. Chào cô. Chào cô. Có chuyện gì vậy hả chú Bình? Tối nay á, con không cần phải diễn nữa đâu. Có một vị khách đặc biệt muốn mời con hát cho buổi tiệc của ông đó. Có gì chú cứ nói là chờ con diễn xong ở đây đã chứ. Không được đâu con. Con phải đi liền. Chú, khán giả của con đang chờ con ở bên ngoài. Con không thể vì một người nào đó mà bỏ khán giả của con được. Xin lỗi chú, con không đi đâu. Nhị Hà, con nghe lời chú một chút đi. Chú xin con đó. Con biết người đó là ai không? Ông ta là ai vậy hả chú? Đế Tích Thiên hay là Diêm Dương Gia? Chú có cần phải sợ người ta dữ vậy không? Trời ơi, cái người mà mời con chính là Bá Hổ Tuất đó con. Hết con về lại đến cha. Phiền cô. Cô hãy về nói với ông Bá Hộ là muốn xem tôi hát thì vui lòng đến đây nha. Dạ. Vậy là sao hả ông Bình? Dạ cô Xuân Thương thông cảm cho. Tôi Dạ. Tôi có lời khen ngợi cô. Rất mạnh mẽ và cá tính. Cảm ơn cô. Chắc là cô đã nghe qua ông Bá Hộ Tuất là ai. Nếu như cô từ chối lời mời lần này, tôi e là cô không được khôn khéo lắm. Cô có biết số tiền mà ông ta trả cho cô đêm nay sẽ bằng lương cả một tháng ở đây không? Vậy thì tại sao lại từ chối? Có lẽ tôi không tham tiền. Cô từ chối thì khác gì xem thường người ta.
mà như vậy thì hậu quả sẽ không hay đâu. Rất tiếc, tôi không bận tâm lắm về điều này. Cô có thể không bận tâm, nhưng mà ông chủ nhà hàng này sẽ rất bận tâm. Cô có nghĩ vậy không? Cô đang hăm dọa tôi đó. Đó là sự thật, không phải hăm dọa. Cô vì sở ý của bản thân mà không quan tâm tới những người làm việc ở đây. Ý cô là sao đây? Cô cứ nói thẳng ra luôn đi. Tôi không có thích vòng vo, rào trước đón sau đâu. Ý của tôi là nếu như nhà hàng này đóng cửa thì có rất nhiều người sẽ thất nghiệp, rồi gia đình, vợ con của họ sẽ sống như thế nào đây? Cô nên uyển chuyển hơn về suy nghĩ của mình đi. Nhị Hà, chú nghe chú Bình kể rồi. Chú hiểu con người của con và chú rất quý tính cách của con. Nhưng chú xin con hãy vì chú, vì những người làm việc ở đây, hãy nhận lời mời của ông Bá Hộ Tuất. Chú xin con đó, Nhị Hà. Thôi được rồi, có lẽ là do tôi hơi cố chấp. Tôi đồng ý đi với cô. Cô đợi đi, tôi phải tẩy trang trước đã. Được, vậy tôi sẽ đợi cô bên ngoài. Chú cảm ơn con. Mời chị. Cảm ơn. Mời chị. Dạ con mời bà. Con cảm ơn má bà. Cảm ơn. Dạ xin phép dạ, bà. Dạ con xin phép bà. Ủa nè, con nè. Ông ăn nhiều nha. Giờ này mà ông còn đi đâu nữa? Đúng rồi, tới giờ ăn cơm rồi ông. Mọi người cứ ăn đi, tôi có chuyện phải ra ngoài. Thì ông ăn miếng đi rồi đi, cũng trễ rồi mà. Ba ơi, ba ăn cơm với con đi. Không được con, ba có chuyện phải đi ra ngoài. Con ngoan, ăn xong nhớ ngủ sớm nghe chưa? Dạ. Giỏi. Ba đút con nha. Nè, hai dì có ngửi được cái mùi gì không? Em đâu có ngửi thấy mùi gì đâu. Là mùi nước hoa đó má ơi. Đúng là mùi nước hoa rồi. Đi ra ngoài mà xịt nước hoa, đáng nghi thiệt. Em thấy ra ngoài xịt nước hoa thì có gì đó chị hai. Dì thì biết gì mà nói. Nếu là đàn bà con gái thì tôi không nói. Cái này là một ông già gần đất xa trời rồi mà đi ra ngoài còn xin nước hoa. Biểu sao không nghi?